ជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ cứ sai USB, tập hết USB hết small chẳng song hàng, bạn hãy mới tiết nó cứ chơi chặt mình, bạn cứ nghe rồi thế, bạn hãy bật to bề miền Opaco tặng anh nó hãy Opaco bật thêm xây tiết nó cứ driver assistant, factory tool hay năng firmware bảo vệ tạm đoạn cứ không chăn nam people nó pay pi khai bảy vì mình toàn tránh thay được thế chấm pua Android buồn bạn chẳng bắt top bị miên tặng ăn hàng hái giờ nên chấp bạn ăn thua tặng ăn bạn ta chưa được bốn này tặng ăn trời đầm láng nữa driver assistant sẵn ok nhắm xuống extract cái sẵn bạn vì chấp làm extract khác nhắm có trời extract nữa factory tool đấy bạn bắt top bị extract khác cứ đầm láng nữa driver assistant muốn này bạn driver install ok đầm lại người mất bạn này cứ check install driver bạn install install driver ok bạn có pin nào mất check ok nằm bay bớt bạn có pin trắng hai nè bạn hãy tập bỏ tập lọc một cái với cứ install no factory tool cứ bật no cavity factory tool này bạn hãy chấm pua link tặng anh nó cứ nhóm đặt đạn nơi trong description này video này ok dưới số ba nơi factory tool này ấy bạn đặt một click lên viên mất bạn ở lối vị tranh hỏi đòi sao vị chỉ phía xa chân chẳng nên tặng anh này tập đồ viết tới chỉ phía xa ẩn lễ đòi chạy cái này ní ru phải đây ní bạn đặt một hàng cào này mất cứ viên tặng đồ tới chia phía xa ẩn lễ bạn bắt top pi đó phía xa ẩn lễ hai nè tặng Orkney trở đốt nở USB mua chấm hiên từ căn computer hai mua chấm hiên tiết cứ một căn nở 896 mạng bạn bạn bắt top pi đôi mặt hàng này sai USB đào từ căn computer rồi hai nè tặng Orkney trở dọc đôi mặt hàng tiết triêm đào chỉ mua những ủng cỏ bạn đào dọc cho chặt mình ní cứ mặt đào nở không này ấy bạn chặt lưu viên nó chọn cái lại reset bạn đấy cứ cái lại AU cái lại reset nó bạn bắt đầu bị chọn cái lại nó hai nè tặng ông này đôi USB một hàng tiết nè tặng ông này download một căn cái lại run TP này bạn đấy bạn download rồi hậu toàn tại nơi không computer cứ việc load chạy nở USB nó bạn đấy cứ chạy hai loader bạn đấy cứ port A và bắt đầu bị load chạy chẳng hai nè tặng ông này tắt đỏ nơi chơi chặt mình chạy móc bạn tập móc nẹt tiếng ốc nia trời chơi lơ cái lại firmware này ấy bạn chơi cái lại firmware này tập móc chơi tít tăng nửa firmware đấy nẹt tiếng ốc nia bạn download móc nắng cứ chơi lơ viêm móc tập móc chơi lơ biệt tha open bạn tập chơi lơ biệt tha open hai số phần trăm mình tách cứ viêm cầm phong tại loading chỗ hai bạn nó về được loading chỗ cứ việc chỉnh chẳng hạn bạn và top mod này tao này cùng dùng upgrade cứ trai dùng biệt tha restore ok bạn và top bị chơi là biệt tha restore hai này tao này trai chơi là biệt tha run ok bạn về này cứ việc cầm phong tại đồng nai cả tờ hỏi này bạn tờ rung chạm mình tách ok lấy việc chạm đồng nai cả hỏi flash ok dùng tờ rung chạm rồi hậu toa để việc chỉnh qua bài tỏ ok này vì chấp làm bút hơi bạn mình toa pi vi chân po cả hôm khi mình thay restore ok chẳng nhận góc này ai dục ủng cỏ nắng từ pra mà đòn tiệt bàn hơi ok đòi đo nơi USB này tránh toa móc đầm lang nơi quay để thuộc miền pi môn móc top pi dương đầm lang này firmware rồi rồi hái là dương đầm lang một căn computer bên đó cứ dương lên pra đối với người thái cứ dương pra chỉ
USB bên mà đó bạn hãy nấn HDMI. Ok, làm bốn những đầu USB cho một sẵn cho một cái từ túa mua mình hiện tiết khi đầu cho một cái đồng nắng bạn đồng nắng hai nó hay có chức hơi viên lô chanh mà tiện hạ bụt và sau đó bụt nửa tí nếu cứ viên phong tài đồng lại cá. Ok, lại bắt đầu bị chẳng hai dựng đọc cho mùi nắng HDMI bên mà nó cứ đồng bay bên chung lấy dân đập về làm láng. Ok, là vì lộn mà hái này bạn vì tranh mà tay mà đó bạn bạn ok lấy đập về dân set up cứ dân vô chỉ phía xa ăn lễ. Ok, trầm trơ dân chọn nét. Ok, nét tiết. Ok, lấy dân đập về khẩn lạch nữ wifi. Ok, nhầm xong vô đi. Này cứ chạy màu hỏi cứ full screen đây mà đó cứ 896 mạch bạn này là chạy màu hỏi bạn stop ok là complete hỏi cứ away away rồi bạn set up rồi đó. Ok, những chỗ mà cần YouTube nhớ những sản mới đó mới bị chạy nhỏ. Bạn cứ video nó miễn tại phần tế số một con này tặng học này đã chụp lại về với không cả tạm đàn bạn số một con xong chụp lại.